Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thì Anh Nhớ Đi E. Thì các bạn, kênh chúng ta thì thường xuyên được các sàn hợp tác cũng như là có những cái sự kiện độc quyền đến từ các nền tảng. Và không phải tất cả mọi sự kiện độc quyền thì admin đều nhận chia sẻ. Và những cái sự kiện nào mà có khả năng anh em chơi được thì mình mới nhận. Vì thế nên hầu hết các sự kiện độc quyền thì mình đều đã đọc rất kỹ về rule. Và khi chia sẻ với anh em thì chắc chắn phải có cửa nào đấy để cho anh em chúng ta có thể kiếm tiền từ sàn. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với nền tảng Paymax, và Paymax sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự kiện độc quyền cho cộng đồng chúng ta. Đây là cái ảnh sự kiện mà bên phía Paymax gửi cho mình, và anh em thấy qua ảnh sự kiện này rất là rõ rồi. Thời gian sự kiện thì sẽ kéo dài và kết thúc vào ngày 18 nhé. Khi mình làm video chắc chắn là sự kiện đã diễn ra rồi. Thì ở trong đây ấy, nó sẽ tính theo cái volume, tức là tính theo top. Lần này nó không phải là FCFS, tổng pool thì có 2.000 đô. Nhưng mà nó sẽ tính theo top volume, tức là ông nào mà là top thì sẽ được ưu tiên được phần thưởng. Đó, anh em hiểu chưa ạ? Nhưng mà thực tế với cộng đồng chúng ta thì không phải anh em nào cũng gọi future. Cái sự kiện này thì là bên future anh em ạ. Vì vậy là gần như anh em đạt được những cái mốc volume này ở trên Famex thì gần như chắc chắn anh em sẽ nhận được giải thưởng nhá. Gần như chắc chắn phải đến 80-90% rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem là liệu là cái sự kiện này anh em chơi được không. Đấy, cái quan trọng là chơi được không cơ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút này. Sự kiện hoạt động ở đây còn nó có bốn cái hạng mục giải thưởng. Chúng ta không cần phải quan tâm đến số lượng winner nữa nhé, bởi vì là có lẽ là không phải không 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 có đạt được cái đủ cái số lượng top đâu. Chúng ta chỉ hãy quan tâm đến cho mình là cái volume như thế nào thì đạt thôi. Đấy, volume thế nào chúng ta đạt được cái giải thưởng thì đây mình chia sẻ với anh em này. Thì với cái volume từ 10 nạp cái yêu cầu là từ 10 nạp 10 đô và volume là 5.000 đô. Thì cái nạp thì không nói rồi, đúng không ạ? Cái nạp 10 đô là đơn giản. Nhưng mà cái volume 5.000 đô thì phí sẽ hết bao nhiêu? Đấy. Thì chúng ta sẽ nhân với ở đây thì chúng ta đi tìm hiểu về bài toán thôi. Đây anh em ơi. Phí này, phí cực rẻ luôn. Sàn này phí rất rẻ anh em ạ. Phí chỉ có lệnh taker ở đây. Đây là lệnh taker, lệnh đắt rồi nhá. Maker là lệnh thực hiện sẵn với cái lệnh của sàn đúng không ạ? Taker là lệnh của chúng ta thực hiện này. Tức là 0,04%, tức là phí cao là 0,04%. Thì chúng ta lấy 0,04 mà nhân với 5.000 đô. Đấy, 0,04% là 5.000 đô thì chúng ta hết 2 đô tiền phí, được chưa? Với một cái với cái việc là chúng ta kiếm được hạng mục giải thưởng này thì hết 2 đô tiền phí và nhận được 5 đô. Được chưa? Đó. Đấy, còn cái chênh lệch giá các thứ thì nếu cho em chơi cặp bit thì nó không bị hao lắm đâu. Nếu anh em chơi cặp bit không hao lắm. Đấy. Thì cụ thể là các bạn sẽ lãi được khoảng 2 đô rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ không hướng đến cái 5.000 đô vôn này, và chúng ta sẽ hướng đến cái mốc cao hơn. Đấy, từ 10.000 đô xem thế nào nhé. 10.000 đô thì anh em nhân 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 mạnh lên một tí thôi, 10.000 đô thì gấp đôi, tức là 4 vô tiền phí. Và yêu cầu nạp thì anh em thấy rồi, yêu cầu nạp là 20 đô. Thì anh em sẽ được là 20 USDT. Mà chúng ta chỉ cần trong top 2 năm thôi đúng không ạ? Top 2 năm tức là sẽ có 25 người ở trong cái nhóm này sẽ được nhá. Đấy, được chưa? Đó, thì cái đấy có phải là ngon không anh em? Đó. Như vậy là chúng ta hoàn toàn là có thể ăn được cái event này. Tức là sau khi trừ đi chi phí thì anh em sẽ được tầm khoảng từ 14 đến 16 đô. Đấy. Đấy là tính nhẹ cho anh em luôn rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính đến cái mốc là 20.000 đô. Đấy, mốc 20.000 đô thì anh em sẽ chơi là sẽ hết là đây này, thì lại nhân x2 lên thôi, hết 8 đô tiền phí và nhận được 50 đô. Trừ đi các cái khoản chi phí phụ phí các thứ thì anh em sẽ được tầm khoảng từ 35 đô đến 40 đô. Được chưa? Mình đã trừ đi 2 đô, bỏ là 2 đô rồi nhé. Và mình tính được một cái mức thấp hơn là 35 đô đấy. Tức là chúng ta sẽ được 35 đến 40 đô. Được chưa? Còn cái mốc 50.000 đô, 50.000 đô thì chúng ta sẽ nhân tiếp này. 50.000 đô mình nhân ra thì sẽ hết 20 đô tiền phí. Đấy, vốn 20 đô tiền phí này. Cái mốc này thì yêu cầu nạp tiền là 100 đô đúng không ạ? Đấy, như vậy là cái sự kiện này hoàn toàn là để cho anh em chơi. Đấy, hoàn toàn là sàn để cho anh em chơi chứ không phải là sàn nó bảo luôn của anh em. Đó, thì cái sự kiện này anh em chơi được. Đấy, anh em chơi được. Đó, nếu như anh em ở trong cái top 5 này thì mình nghĩ là hoàn toàn khả thi nhá. Hoàn toàn khả thi. Vì cộng đồng chúng ta không có đến không 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 không, không, không kiểu như là không không đến mức gọi là anh em phải cạnh tranh quá lớn đâu. Đấy, bởi vì không phải anh em nào cũng biết chơi future, nhưng mà nếu anh em biết thì chúng ta sẽ chơi được cái sự kiện này rất là ngon. Và cái thời gian phân phối của sự kiện này là 3 ngày sau sự kiện, tức là nó sẽ khoảng ngày 21 là nó sẽ phân phối cho anh em thôi. Đó, rất là nhanh. Đấy. Và sàn Phơm Mách thì chúng ta đã chia sẻ nhiều hoạt động chứ không chỉ điên một cái hoạt động này.
Đấy, vì vậy anh em hoàn toàn có thể tham gia và mình sẽ ghi chú rất là rõ về những cái nội dung hướng dẫn cho anh em cách thức để chúng ta tham gia vào cái event này. Đây là event anh em có thể kiếm được tiền đó. Còn đây thì anh em nếu mà chúng ta xem lại thì chúng ta xem rõ về các cái mức phí trong đây thôi. Đấy. Đó, thì anh em thấy là ngay ở mức VIP 0 nữa, tức là cái volume không cần đáp ứng mức VIP nào cả. Bình thường thôi, tài khoản thường thôi là 0.04%. Đấy. Đấy, rất là rõ ràng cho anh em rồi. Đấy, cái mức phí này rất là hợp lý để anh em chúng ta chơi rồi. Đấy. Còn đạt được cái volume 50.000 đô hay là 20.000 đô, 10.000 đô mình nghĩ là cũng không hề là khó một tí nào luôn. Mở lệnh và đóng lệnh luôn, có gì đâu. Đúng không ạ? Mở lệnh và đóng lệnh luôn. Đấy. Có một cái vấn đề là mình thắc mắc, bây giờ mình vừa hỏi admin bên kia đó là bây giờ có tính volume cả mở và đóng không? Hay chỉ là mỗi mở thôi? Thì cái này thì anh em chắc chúng ta sẽ cần phải chờ kết quả của mình thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Đấy, nói chung là đấy, mình tính toán cho anh em một bài toán thôi. Anh em ta hoàn toàn có thể chơi cái event này được. Kể cả không tính mở và cộng với đóng thì anh em vẫn chơi được. Ở những cái mức volume từ 10.000 đến 50.000 chúng ta vẫn chơi, vẫn có lãi nha anh em nhé. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào cái event độc quyền này đến từ sàn Firmex. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.